chị có thể cho em xin tô cháo. Quyền Linh giàu có ra sao, gia tài hoạt động nghệ thuật đồ sộ như thế nào thì nhiều người biết, nhưng quá khứ lận đận, đói ăn, hoang mang khi sống không biết ngày mai sẽ đi về đâu của anh thì ít khi được nhắc đến. Hiếm hoi trong chương trình Ký ức tươi đẹp, MC Quyền Linh đã kể về quãng thời gian lập nghiệp từ hai bàn tay trắng của mình. Chân ướt chân ráo đến Sài Gòn, Quyền Linh rất khó kiếm việc, muốn xin làm bảo vệ cũng bị hỏi có tiền không. Công việc đầu tiên tại Sài Gòn của anh là phục vụ ở quán cháo, công trả cho anh là cháo để ăn chứ không có tiền. Quyền Linh kể, ký túc xá đóng cửa lúc 10 giờ, nhưng mình phải đi mưu sinh, lang thang kiếm cách nào đó để sống. Một đêm Linh đi ngang chỗ bán cháo trắng, đói quá mà không còn tiền. Linh cứ đứng nhìn, nước miếng chảy ra. Linh đứng hoài rồi quyết định vào xin. Chị chủ nói từ từ, nếu không còn khách mà còn cháo thì chị cho em. Linh ngồi chờ tới 3 giờ sáng, ngó nồi cháo ngày càng lưng xuống mà tim thoát lại. Cuối cùng thì cháo khét, không ai mua nữa. Chị chủ nói rồi đó, mày vô ăn đi. Linh vét hết chỗ cháo khét đó, nó ngon vô cùng tận. Sau đó Linh phụ chị bán cháo phục vụ, nhưng không có tiền.